Biết thằng này, biết này. Dù giờ mình đi rồi, bắt được tàu bên hai người luôn, bên ba nó luôn, bên ngon này luôn. Ở nhà đây đó hả chú? Dạ đây. Bây giờ anh nằm cháu đi vô coi cái nhà cái. Anh nằm mấy cháu. Vô nhà đi anh, vô nhà đi. Giờ này nắng để cho mấy đứa nhỏ ngoài tội nghiệp đó. Rồi xuống vô nhà đi con. Thầy ảnh hiền hạ khảo con về thì kêu ảnh nói tới nhà mà ảnh còn nhìn. Rồi vô nhà con như lẹ lẹ nắng con. Gái. Nắng. Ủa cái nhà mình đây hả anh? Thằng ơi. Mấy cái con cơm hả? Rồi, ăn cơm với gì? Chuẩn bị cơm trước rồi đó hả? Ủa sao? Rồi sao ăn cơm chưa hết rồi lấy xe chạy đi đâu ạ? Hả? Ba cho con ăn cơm chưa hết lấy xe lo chạy đi đâu ạ? Rồi con đã nghĩ rồi đi bể dưa bán. Đi bể dưa bán? Dạ. Ủa dưa đâu anh ha? Nếu đi cứ đó, bò máu cho người ta. Anh bao nhiêu tuổi anh ha? À, 42. 42 tuổi, anh tên gì? Chào Ren. Chào Ren. À, như anh tên Ren. 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 À. Anh Ren ha? À. À, tên Ren. Mình sống ở đây bao nhiêu năm mà anh ha? Lâu rồi. Lâu là bao nhiêu năm mới được chứ? Không biết mà vốn rồi. À, đây là đất của mình luôn hả? Đất của nhà nước. À, cho mình ở đầu ha? Ờ. Trời ơi, chỉ có không, hai tấm thiết trước, thiết sau bây giờ. Nấu ăn tại đây luôn. Đây rồi. À, ngủ tại cái chổng này sát mấy đường. Rồi đồ đạc của chú anh chị. Ôi rồi anh ơi, vợ mình đâu ha? Vợ bộ 8 năm rồi. 8 năm nay? Ờ, nuôi bà đứa con. Anh nuôi ba đứa con? Ờ. À, lúc đi là con mình bao nhiêu tuổi anh nhớ không? À, lúc đi nó đi mà nhỏ lên thì 8 tuổi. Ờ, à, anh còn nhỏ lớn nữa? Còn nhỏ lớn. Hình nhỏ lớn được anh ha? Ờ. Nhỏ lớn còn anh đâu? Thì đi làm rồi. À, đi làm. Ờ. Mà năm nay bao nhiêu tuổi? Nó thì 16 tuổi đúng không? 16. 8 tuổi, bỏ 8 năm là 16 tuổi. Ờ. 16 tuổi đi làm gì anh ha? Đi làm mương làm anh kia đó. À. Chạy bàn chạy gì kiếm tiền. Rồi hai đứa bé này đứa nào lớn nè? Đứa này lớn. À, thằng bé trai này. À, bao nhiêu tuổi nè? Thằng này mày tôi biết nó bên. Con bao nhiêu tuổi? 10 tuổi rồi. Con có biết nói tiếng Việt không? Con nhiêu tuổi nè? 10 tuổi. À, con 10 tuổi con tên gì? Con chào Ken. Chào à. Ken. À. Chào Ken. Con gái nè. Con gái tên gì? Con bao nhiêu tuổi? 18. À, những bé. Có cái trình tuổi rồi nè. Bé đang dạch tiếng Việt. Ít nói chuyện lắm. Định nói lắm. Con biết tiếng Việt không con? Không. Rồi hàng ngày mình phải đi đạp xe lâu như vậy. Đạp là, mình đạp như vậy là mình chở ba bé đi theo hay là bỏ nhà? Không, này đi học. À. Rồi xưa sang đi học đó nè. Còn ngồi nãy ở nha. Vậy là nãy chở ba bé đi lấy dừa đó ha. Ừ. À, rồi anh đi đi như vậy là một chuyến được bao nhiêu anh ha? Ừ. Một chuyến lời được 50, 80 à. Là mình chèo lên cái dừa mình bẻ xuống mình luôn, chơi luôn, chở bò luôn. Bò cho người ta luôn. Mình đi lại tại dừa mình mua luôn hả? Ừ. Ừ. Ta bán mão nguyên cây đó là sao anh ha? Cây nào gì đó mình cây nào dừa bé mình bẻ. À. Bẻ rồi xong được 50 chai, 100 chai đó, kêu chuông ta đếm. Vậy là mình chèo lên cây dừa mình bẻ xuống. Ừ. Anh ơi. Rồi một chút xíu nữa nè. Anh còn cây dừa nào chưa bẻ không? Hết rồi, bẻ hết rồi nghỉ rồi. Bẻ hết nghỉ ha. Ừ. Mình ước gì mình được xem được cái cảnh mà anh chèo dừa, anh đi bán dừa để về nuôi ba đứa con nè. Đó, xin lỗi đó. Còn ngày mai hoặc là ngày mốt mình có chèo nữa không anh? Thì chèo hoài á. À. Để làm bữa nào mình cũng có chèo chứ. Ừ, mình không chèo nó có tiền đâu nè, cho nó ăn đi học. Sớm giờ mình chèo rồi. Rồi. Rồi ăn cơm dưa hấu gì không ra hả? Chỉ là mình sao mình không mua cá đồ này kia cho cháu ăn anh mà sao ăn dưa hấu không tội nghiệp mấy cháu anh? Nó không chịu ăn. À, không chịu ăn hay là mình không có tiền mua? Mình không có tiền mua luôn đó. Không có tiền mua hay chứ không phải là không chịu ăn. Ừ. Tại vì con nít mà nó phải ăn thịt cá lắm. Vậy đó. Dạ. Sao mấy con gặp chú mấy con không vui hay là sao mà ngồi em ru vậy? À, hay là thích đi chơi? À, nói chú nghe coi, thích đi chơi chú cho đi chơi nè. Anh ơi, em hỏi cái chuyện mà liên quan đến gia đình một chút xíu anh ha. À, cái lý do, cái nguyên nhân này tại sao mà vợ mình bỏ mình anh ha? Tại là đi theo người ta. Đi theo người ta, ta có tiền, có vàng nhiều á. Đi theo người ta. Có tiền, có vàng nhiều rồi vợ anh đi theo người ta. Rồi. À, khi đó tại đây luôn hả đâu anh ha? Tại đây nè. Tại chỗ này luôn. Ừ. Hồi lúc năm mẹ nó đi nữa, nó còn chưa biết. Chưa còn bú nè. À, dạ, con bé là con bú. Ừ. Chỉ là hai vợ chồng ở trong căn nhà này luôn. Ừ. Ờ, lúc đó mà chị đi đó, rồi mình có biết cái nguyên nhân gì mà chị đi không anh? Không biết luôn. Mình đi bể dừa tôi ngay, mình có biết đâu. À, là anh đi bể dừa là chị ở nhà. Ừ, mình không biết nó đi theo ai biết đâu. Gì đó. Ủa đi ngộ ta. Nếu mà mình đi mình ẵm con còn bú mình ẵm theo. Không luôn. Bỏ tại đây luôn. Bỏ ba đưa luôn.
Rồi rồi ở hàng xóm tụi có hay không anh? Hay thay hết trơn rồi, tao biết trơn. Không có nghĩa là bỏ con là vậy, là có hay vợ mình bỏ mình không, hay là chỉ nghi nói là vợ mình đi đâu đi đó chơi bỏ ba đứa con lại thôi? Không, nó là vì tại người ta bên đó người ta giao, phải không? Thì theo người ta bỏ con vào trong vậy đó. Dạ. Yeah. Rồi hiện tại vợ mình hiện tại giờ sao anh, có biết có liên lạc được không? Không không. Vậy là 8 năm nay là mình không liên lạc được luôn ha? Không. Rồi chị có về thăm mấy cháu không? Không không. Không luôn. Ừ. Nó đâu có giam đâu. Sao mình vinh đó? Ờ, bên ngoại mấy cháu nè, có gặn đây không anh? Không, ở trên làng trái. À, làng trái ở đâu? Làng trái nơi bên đội ổn. Làng trái ở trong đây nè, trong Chi Lăng đúng không? Ờ. Lúc mà mẹ cháu bỏ mấy cháu đó rồi, mấy cháu có biết không anh? Biết, còn ngon nó không biết nè. Ờ, có con gái không biết. Ừ, nó còn bu chưa biết đi luôn. Ờ, con trai đó chắc biết rồi ha. Biết, biết. 2 tuổi rồi. Con trai ơi, lúc mà mẹ đi đó rồi con có vắng mẹ như vậy đó, con có hỏi ba không? Hả? Nhỏ quá không biết. Ờ, nhỏ quá thì 2 tuổi mấy nhiều khi còn quá trẻ thơ á. Mà lúc mà mấy bé này mẹ bỏ chắc đêm khóc dữ lắm anh ha. Không. Không khóc luôn. Không luôn. Ủa không mến mẹ hay là sao không, anh? Không mến luôn. Không khóc, không hôi luôn. Yeah. Chỉ là tính ra là mẹ này cũng là vô tâm ha. Nếu thật sự là mẹ có tâm một chút á, là đâu có bỏ con mình như vậy. Là lúc chứ lúc đó anh mẹ vợ anh bỏ anh đi đó, cái mình có cái cú sốc gì không anh? Không. Mình có biết trước không hay không biết luôn. Sao mà nếu không mà có biết. Thật sự là người đàn ông là vợ mình đi vậy là mình phải có cái cú sốc mới được anh. Không. Mình không có biết lý do làm sao nó đi theo người ta, không biết, mình không biết luôn. Để ý rồi. À, để ý rồi nhiều nhiều lần sau anh mới phát hiện. Sao lắm mà phát tiếng lại. Ờ. Nếu mà anh phát hiện là coi như là câu chuyện cũng đã muộn rồi ha. Ừ. Ê. Đó chó của mình hả vậy anh? Chó nè nha. Anh em thấy trên đây là có thẹo, là anh trèo vừa bị té là sao? Không, lúc đó bọc đá. Giọt đá, giác đá hả anh? Ừ, bọc đá đại miên lớn lớn vậy nè. Ờ. Bị nó ngực thẹo. Là lúc trước là mình chưa có làm vừa, mình làm đá. Ừ. Ờ, mình làm đá lâu không anh? Làm lâu rồi. Nghi năm nay 5 năm đó. Ờ, có nghĩa là làm đá sao anh có thể chia sẻ mấy anh em? Thì gánh. Gánh đá, xuồng ghe. Thì bọc đá lên xe vậy đó. Ừ. Đá miếng lưng lớn như nè. Ờ, đá miếng cũng như là đá người ta chảy rồi ha. Ờ, thì chảy rồi đó, mình đập lên xe vậy đó. À, mình vác đá như vậy đó, một ngày thu nhập được nhiêu anh? Thì lúc đó làm tiền nhiều lắm. Tiền nhiều ha. Ờ, 300-400 ngàn buổi sáng đó. Ờ, mà lúc đó bà xã mình bỏ mình đi chưa? Chưa. Ờ, lúc đó tại vì mình mặn còn tiền. Còn, ha? Còn, ừ, còn. Yeah. Vậy là lúc sau này mà không có tiền là đúng chị rồi. Mới đi. Là chán quá, là anh có nhậu không? Nhậu ít. Ừ, cũng nhậu. Ờ, cũng mà... nhậu. Chắc em suy nghĩ là cái nguyên nhân do anh nhậu chị mới chán bỏ đúng không? Không. Mình nhậu nhậu năm bình thường. Nó không có nói gì đâu. Nhậu nhậu đi, vậy đó. Mà mình chỉ nhậu là mình mặn mệt gì mình nhậu mình để mình ngủ thôi ha. Ờ. Nó không nói gì hết. Bình thường. Vậy đó. Bỏ ba đứa con thấy tội quá trời luôn. Rồi con gái lớn nè, gái lớn nó mặn có phụ tiền tiếp mình không hay là mặn tự xài? Nó mặn ơn xài ơn ha. Vậy là cho nó mặn tự lấy luôn. Ừ. Rồi anh hiện tại giờ chỉ lo cho hai đứa nhỏ này thôi. Lo hai đứa này thôi. Một ngày bao nhiêu tiền nè, hai ba cho con đủ sống không? Không. Thì đi học. Chút 20 ngàn, sáng 20 ngàn gì đó. Để đi học á. Ở đây không có điện hả ta? Có. Cái này là điện bà con người ta cho mình câu xuống hay là điện nhà nước anh? Điện nhà nước. Rồi, này mưa. Cho mình ha. Này tới mấy tháng mưa là tạt hết trơn rồi, ba cho con ngủ sao nè. Cái này à. Mưa gió rồi sao mình ngủ được anh? Nè quý vị ơi, có chút xíu như nè. Mấy tấm thiết thì nó chút xíu mình ra mình quay nó chậm chậm hết anh, trơn. Em xin phép em hỏi cái này anh đừng buồn em ha. Em hỏi cái chiếu của anh hàng nhiêu năm mà anh? Hả? Cái chiếu này bao nhiêu năm rồi? Cái chiếu này hả? 6 năm đó. 6 năm cái chiếu mà 6 năm rồi nè. Nó mình nó vô để ý cái chiếu liền nãy giờ cái chiếu đó. Sao mà cái là cái chiếu kỷ niệm hay là mình không có tiền mua chiếu anh? Chiếu này là chó. Ờ chứ không phải mà cái chiếu kỷ niệm vợ chồng ha. Ờ không có. Cái chiếu là giữ gìn là 6 năm là cái chiếu này cũng chiếu cổ luôn nữa. Đúng rồi. 6 năm qua là cái chiếu này biết bao nhiêu kỷ niệm nè, vợ chồng ở đây, con ở đây nè. Rồi cái mùng mà không giặt thường xuyên sao mà nó đóng bụi dữ vậy? Bụi tài xe nó cháy á. Mệt nữa kìa. Là quần áo mình sao không sắp vô đây đi anh, nó treo đệm ngện chỗ mình ngủ đó. Ở phần này cũng như là xe chạy nó bụi dính vô. Bụi dính vô. Áo vô nó ngứa lắm anh. Tại vì nói vậy cho quý vị thông cảm, tại cái nhà anh có chút xíu siêu, anh không có chỗ đợi. Được cái chỗ ngủ với cái bếp. Chỗ ngủ với cái bếp không mà dắt lên. Thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi đó, thường thường thì bà con người dân tộc người ta thiệt tình lắm, nói nhiều khi mình hỏi không có biết những cái lời nào mà nói cho cô chú anh chị,
Vì thông cảm ít nói quá thì giờ trở nên... Con, à, con đi đâu đi đi tới giờ đi học rồi đó. Anh chèo vừa như vậy đó anh. Rồi anh thấy có khi nào mà nó có cái sự nguy hiểm gì tới với mình không? Không. Em thấy là cái nghề vừa là nguy hiểm lắm đó anh. Nguy hiểm mà tại mình ăn cho nó đầy đủ, nó không nguy hiểm. Đó. Là thường thường cái dừa là anh chèo là cao khoảng, cái dừa là cao cao khoảng bao lâu anh? Cao. Cao khoảng bao cao? Cao. Là mấy thước á? Thì 3 mét cũng có. 12 mét cũng có. Anh ơi, cái dừa 12 mét là cao lắm á. Cao lắm đó. Gì đó. Rồi mình chèo lên chảnh, mình bẻ từ trái xuống hay là mình phân dây xuống? Phân dây xuống. Dây đó đó, dây nái đó. Phân dây xuống ha. Dây xuống. Rồi phân từ từ xuống. Từ từ xuống. Rồi một cây dừa vậy mình bẻ được bao nhiêu trái? Còn cây dưa thì cây nào thì trái nhiêu thì mười trái, cây nào ít thì ba trái, bốn trái gì đó. Mình mong cho nó ấy xé. Dạ, một ngày như vậy mình leo được mấy cây dừa anh? Buổi sáng à. Buổi sáng mấy cây á? Buổi sáng thì trái ít thì mình bốn cây, năm cây gì đó. Chỉ là bốn cây, năm cây như vậy là một ngày mình lời là hôm nãy anh nói là 50-60 ngàn hả? Ừ. Cái đó mình đem về mình bán cho người ta hay mình là... giao cho người ta luôn. Vậy đó. Là mình mua trong cây dừa ha? Mình cây dừa người ta, vậy đó. Ngày 50-60 hả? Rồi là chạy buổi sáng vậy đó, buổi chiều mình có làm gì thêm không? Không. Mình không có chạy xe la xe lôi sao? Không. Chạy xe dạ. Ê lắm. Ê ha. Ê lắm, không có ai đâu. Đúng rồi, bây giờ qua xe đỏ chân ai đâu giờ chạy xe này nữa. Xe đỏ không. Vậy là mình làm cái nghề leo dừa dở mới bỏ mình đúng không? Mình leo quá trời mình leo dở mới bỏ đúng không anh? Không phải. Thì mình leo cây đó. Đại nãy người ta nó đi theo người ta. Vậy mà em tối gì mà ban ngày leo cây gì mà tối còn leo dở nữa mới dở mới bỏ. Từ đâu leo đâu. Tại vì em đùa chơi với anh cho nó vui vui chứ. Bây giờ anh suy nghĩ tính con đường về sau mình có tính tiến thêm một bước nữa không anh ha? Để kiếm một người phụ nữ nào mà đàng hoàng với lại đảm đang về lo tiếp cho con mình nè. Rồi, vậy à. Vậy là mày tới từ đây vì sao sợ phụ nữ luôn hả? Vì lại à. Sao vậy? Yeah. Bất lực hả? Anh bất lực hả? Nuôi con à. Mình ví dụ như mình đi như vậy đó anh, thì một ngày nào mình cũng có việc làm hết trơn, ví dụ hay là một ngày làm một ngày nghỉ anh? Thì mà ăn thua môi á, môi mua dưa á. Mỗi mùa dừa. Tao vui tao băng hết quá, tao kêu mình bè giao cho người ta. Rồi chú kia băng hết, đi bè giao cho chú này vậy đó. Cũng như là mình sang kể ha. Ừ. Dạ. Thì mình sao mà mình biết lấy cây dừa lên mình mua, người ta điểm mình hay vậy? Biết. Biết ha. Ừ. Ta chạy xe xuống tới nhà mình vậy nè. Dạ, bằng hết dưa rồi. Dạ, ta chạy tới nhà người ta, người ta kêu mình. Thì mình bán. Dạ. Thì thường thường con em cũng đã chứng kiến những cái anh chị em đó, người ta chạy dừa đó cũng rất là nguy hiểm. Thì nguy hiểm, có cái đồ bảo hộ gì không? Không. Dò không vậy. Ủa chèo không có dây luôn hả? Ừ đó. Hai dưới tay vậy, bữa nào hai mấy anh em tới đây đâu để coi cái chỗ tại của anh chèo không bẻ dừa coi. Dò không vậy. Rồi ở trên mà có dây thòng xuống không? Có dây đó đó. Dây thòng như vừa mấy cái dừa xuống á. Chứ ảnh không có bảo hộ. Mình sao? Chưa nãy giờ chưa hỏi mình mua một cây dừa vậy là bao nhiêu tiền anh ha? Mà gặp đó mình đem tay trái. Một trái 4 ngàn. À mình bẻ xuống điểm trái. Một trái 4 ngàn bán gì bán ra một trái lời mấy ngàn. Mình bo cho mỗi giờ một trái thì 7 ngàn, 8 ngàn. Lời 3 ngàn cái công mình chèo. Vậy đó. Nói chứ mình mua đồ bảo hộ anh ơi để an toàn hơn. Không, chứ không nổi. Anh cũng lớn tuổi rồi nè. Không quen, không quen. Cũng lớn tuổi mà có gì chóng mặt là cũng nguy hiểm lắm anh. Là đó giờ anh leo cầu phẳng là bây giờ anh nhớ gì? Nhớ cầu phẳng là bao nhiêu cây dừa anh? Trời ơi, biết bao nhiêu cây. Biết bao nhiêu cây nữa. Ừ. Mà hồi đó giờ mình có cái sự cố nhỏ nhỏ gì không? Không. Ồ, vậy là cũng quá siêu rồi. Hai đứa con qua đây chú cho tiền đi học nè. Nè hai anh em chia cái đi, đi học đi con. Chia đi học đi con. Rồi ơi, ra lấy tiền không cảm ơn chú con. Rồi ơi, chia cho em nha. Rồi đi học đi, lấy tiền đi học đi. Mình người lớn cho mình phanh tay cảm ơn nghe con. Mình học sinh mà, mình không ngoan chút. Giờ này cũng tới giờ cho nó đi học với anh. Chưa. Tội nghiệp. Chắc tuổi thân, bây giờ nhắc tới mẹ muốn khóc bây giờ. Có khi nào mà mấy cháu đang ngồi ăn cơm với mình mà nhắc tới mẹ không anh? Không. Không luôn. Nó quên rồi. Quên rồi. Mà anh thường thường anh có nhắc với mấy cháu không? Không. Về mẹ mình vậy không? Không luôn. Không luôn ha. Cũng như là anh cho cái dị giảng cho nó qua luôn đi ha. Qua luôn rồi. Vậy là...
giờ thấy cũng vì cơm áo bảo tiền của dây thì chồng bỏ vợ, vợ bỏ chồng, giờ cái xã hội này bây giờ thấy nó chán nản gì đâu. Em mấy anh em cũng quay rất là nhiều cái hoàn cảnh cũng là cũng cơm áo bảo tiền không đó, nó cũng khổ, bỏ vợ bỏ chồng bỏ con bơ vơ. Thì lúc mà vợ mình đi á anh, mình chắc mình hẳn lắm ha, tại vì bỏ mấy đứa con quá nhỏ để mình nuôi. Thì mình nuôi, mình hẳn rồi. Là lúc mà bỏ đi là mình hẳn lắm. Mình hẳn, mình đóng rồi. Hẳn mà mình không biết nói ra. Vẫn không nuôi con. Dạ. Mình không biết nói. Dạ. Cái lúc đó mình có đi tìm không anh? Không. Không đi tìm luôn? Hẳn luôn. Thằng ơi. Này tại nó đi bò mới nên đi kim đó anh chi nữa. Đó. Anh đi bò anh cũng khác như mấy cái người đàn ông khác. Đúng rồi. Nhưng mà vợ đi là phải đi tìm lum, nhưng anh đi cái dứt khoát cho đi luôn. Đi luôn, vậy đó. Khỏi kiếm nó. Đằng lên anh chậm nhận được bò con bò chân rồi xong khỏi kiếm. Dạ. Vậy đó. Nhưng mà anh đi cũng không có biết phương hướng vợ mình. Không biết luôn. Nhầm người đi là tao không biết phương hướng vợ mình ở đâu. Đúng có rồi, chồng hay chưa, sống có tốt lành hay không biết luôn. Không biết. Không thôi mình lên nhà ngoại. Không. Tìm đồ này. Nhưng mà nãy em có nghe nói là bên kia giàu lắm mà. Ai? Bên... Anh ở cấp nãy anh nói là cái bên là vợ của anh đi theo là giàu lắm, anh có biết chỗ đó mà. Biết. Sao không lên? Biết, giàu lắm. Mà sao mình anh không tìm tới đó rồi mình hỏi nguyên nhân gì anh? Thôi, mình hỏi người ta, mình bắt người ta, bắt ta không tới tay, mình đừng có nói người ta. Như bắt không tới tay ha. Mà biết thằng này. Biết này. Dù giờ mình đi rồi. Là anh có gặp lần nào chưa? Trời ơi, gặp hoài, bắt đầu hoài đó, mình bắt tới chỗ. Trời, cũng như là mình bắt được mà mình không bắt được tới chỗ ha. Mình nói ta đâu có được. Vậy là mình bắt đó, thường mình bắt gặp ở đâu anh? Ở đâu là bên nhà trọ ở đây nè. Bên nhà trọ luôn. Chàng rồi chàng. Cái người đó dân tộc hay là Việt? Người Việt. Người Việt ha. Vậy là gù quến vợ của anh lâu lắm rồi, anh để ý. Lâu lắm rồi. Bởi vì mình phát hiện cái mình như là mình là người đàn ông, mình phát hiện cái là mình cứ suy nghĩ đó hoài, mình hẳn mình bỏ luôn. Nó lá hoài bỏ luôn chứ. Mà anh ơi, cái lúc mà anh nói gì nè, anh nói là bắt trong nhà trọ mà tại sao mình không có làm ầm ĩ lên nhà trọ luôn cho người ta biết anh? Nó vợ mình mà. Không phải, nó con của nó bắt được hai người luôn. Con của thằng bên kia hả? Phải rồi, bên kia bắt. Bên kia cũng có vợ nữa. Có vợ nữa mà nó bắt được tao quên hai người luôn. Quên bả nó luôn, quên ngon này luôn. Là đánh luôn. Đánh ra chỗ luôn. Mà tới giờ là anh là biết cái vợ của anh là đi theo anh đó luôn. Biết. Rồi anh đó bỏ vợ luôn. Biết. Chàng sợ mà ai cũng biết chân. Lập khổ hai bên luôn rồi vậy. Hai bên chịu khổ hết. Và cái lúc đó mà anh đây, cái lúc đó mà gặp gặp thì ông sụp vậy đó, rồi anh có qua không? Không qua. Biết vợ mình bảnh rồi anh không qua luôn. Biết rồi, không biết, không qua. Còn đâu qua đây kêu lại nữa. Kè, vợ ông tôi bắt đứa kêu đứa kè, đi lại đi. Bà đâu tôi nói, người không đi, người nào kêu đi, người đó đâu, kêu qua đây lại. Là tại nếu mà anh qua bệnh là lơ mơ có chuyện. Đúng rồi. Đàn ông thấy vợ mình vậy đó. Rồi là bên kia là đánh vợ anh dữ lắm ha. Mình kêu quay bính con của nó. Con của bên anh kia đánh. Bính. Cái này cũng may mắn là anh không đi bển. Nếu đi bển, đàn ông mà nóng tánh lên nó xảy ra nhiều chuyện. Thì thường thường á là anh nói là anh bắt là nhiều chặn là cái nhà trọ lần đầu tiên cái gì anh, hay là có chỗ nào nữa? Không, con đi theo dõi bắt hoài bắt được. Con bên kia. Còn bên kia nhiều lần. Gặp nhiều lần bắt bằng được. Vậy đó. Vậy là bắt cái nhà trọ là lần đó là được ha. Được bắt được. Nó quấn được. Vợ anh như tuổi anh? Tôi còn ra. Bốn mấy à? Bốn mấy à? Cũng lớn tuổi rồi. Hồi lúc đi là ba mấy? Lúc ba mấy à? Lúc ba mấy. 32, 33 đó. Tuần ca. Bởi vậy anh đi mằng mà để cho vợ ở nhà mà không bãi dọn này kia mà bãi... Đàn bà thường thường ta nói ở thông sinh tật á. Bởi vậy anh đi mằng gì rồi chị ở nhà muốn làm gì làm. Nó mới bởi nó gây ra cái cớ sự. Nếu mà mấy em chia sẻ lên cái hoàn cảnh anh gì rồi vợ mình thấy á, vợ mình nói anh nói sai sự thật, mình có chịu trách nhiệm không anh? Nói vợ mình đi theo người ta bị bắt tay chặn cho chỗ chỗ gì đó. Ta bắt tổng đúng bây giờ mình coi đâu. Thì khi mình lay luôn, đi lay vợ. Thôi, đi luôn đi. Là cái sớm này người ta chứng kiến hết rồi. Biết chơi rồi. Bây giờ trên đời nhiều chuyện xảy ra mình cũng có nào mà lường trước được. Thằng đó nó gãy tay kìa. Trời đi nhà thương. Chà con à. Không có tiếng. Là con anh ha. Đó thằng đó. Dạ, thằng đi học ha. Không có tiếng. Ủa sao bị gãy tay anh ha? Bị nó té. Té gãy cặp bị nóc. Thật bị bá chị ở trong dây á. Rồi cái lúc của anh, cái lúc mà cháu nó gãy tay như vậy đó, rồi chị còn ở không hay là chị bỏ đi? Đi bỏ rồi. Bỏ đi ha. Đi bỏ rồi. Có lúc mà bỏ đi như vậy con gãy tay mình có liên hệ với liên lạc với vợ mình không? Không.
có hai cha con năm nhà thương à. Đó. Giờ ảnh như là không cho muốn cho mấy đứa nhỏ này dính líu tới mẹ của nó nữa. Anh, nếu mà em theo người đàn ông chắc anh là chắc nhân nuôi con rồi. Dạ. Anh không nói. Hẳn lắm mà không nói. Khỏi cần đảo tới lui cấp dưỡng chứ mình khỏi. Tự lo nói. À. Rồi mình lo à. Nhưng mà hiện tại giờ lo thấy em hiện tại giờ anh đang khổ nè. Em khổ nè. Lớp kim tiền nó ăn, lớp kim tiền nó đi học. Dạ. Rồi lúc à cái còn nước này. Cái như vậy đó là mình nấu cơm, nấu nước thì trong đó luôn ha. Trong đó luôn nấu cơm. Rồi trời mưa xuống sao anh? Trời mưa không sao đâu. Không sao. Không sao hả? Ờ. Em thấy là lủng lỗ hết trơn mà anh nói trời mưa không sao. Lủng lỗ thì được ba cái thiệt cũ nè. Dạ. Đi tát á. Tạt vô. Thì chút xíu nữa gần cuối clip anh cho mấy anh em thông cảm cho quay vòng vòng cái căn bếp mình với cái nhà mình đó quay đi coi đó thì quá quý vị nhìn lại nói chung ra với mấy xong là nhìn ở đây chỗ bên kia luôn á chỗ bên kia luôn á anh leo dừa bao nhiêu năm rồi từ năm đây nè sau năm đó rồi 6 năm leo dừa à, cũng như cái là cái nghề chính của mình luôn rồi nghề của tôi là lúc đó lên cái đó chắp treo dừa rồi dạ chút chừng nữa chứ bữa nữa anh chỗ tài cho mấy anh em xem ha chắc anh bước giờ bước hôn nó tới đọt dừa mẹ à, luôn rồi thì như tụi mình nói thì em có thông tin đó ít bữa nữa em cũng chia sẻ lên cái cảnh mà anh đi chè dừa đi thấy đó rồi em thấy cái cảnh nó cũng hồi hộp lắm á mình chè dừa như vậy là mình cái mấy cháu này đâu có đi theo ha mình không nên anh hả không rồi ai lấy dừa ai lấy đúng rồi thì mình bút quậy dừa phan vậy đó bút quậy dừa xe xuống phan còn vậy nữa mình kéo cái đuôi dây này kia lên nữa ủa sao gỡ ở dưới có ai gỡ không không khỏi gỡ mình đây xuống tới đất rồi mình kêu cái đầu kia lên nữa ủa là sao không mình không có nghĩ có hai buồng là em biết rồi nhưng vậy mà này. Phải có người gỡ cọng dây ra mới được khỏi khỏi gì nè anh này lấy cọng dây coi hả thì cái xe lỗi của anh có đường này như vậy ôi dạ rồi anh đi cũng đi cái tướng này chắc cũng không có tắt không nè để anh trở tạm mình thử mấy anh em coi đó. Bữa nào con chèo dừa bữa nào anh em vô đè coi anh chèo dừa nha sao biết tôi biết cái biệt tài của anh mới được sao biết tôi chèo dạ phải không công nghe phải không dạ. Mình bút bay xuống coi phải không nè đó bút đẩy xuống phải không đẩy xuống tới đất hang đó bên đây kéo này lên nè bút kéo này lên nữa bung bay nữa rồi xong hết xuống. Có nghĩa là biết là chỉ là cổng dây mình cuộc ở trên phải là đường này xuống là dây dài màn nữa mình thầm lên đó mình kéo cái đầu này lên nữa buộc mình kia xuống vậy đó ủa không hiểu ta em cũng gói lắm tại em nói thiết mẹ chứ không hiểu nữa nhưng mà mình gỡ cái buồng dừa sao được nè phải có người ở dưới gỡ cái buồng dừa ra thôi không gỡ như là mình mỗi một cái cây dừa mình lấy có hai buồng nè mình buộc cái này phang đó vậy đó buộc gì đó đó buồng dừa phang đó vậy đó rồi xong đó mình thòng xuống rồi đó thòng xuống vậy đó đó vậy phải không nó rồi hai đó ha còn vậy dưa năm chai nữa mình kéo cái đầu này lên nè phải không nó xuống rồi xuống mình nấu vậy đó mình mời dây gà vậy đó ý phải rồi vậy là ảnh là hy sinh cái tàu dừa cho nó gãy tàu dừa luôn lấy nó mới được đúng không hiểu rồi đó cái gì không hiểu luôn không phải mà mình vài bữa đó anh thực hành đi mấy em mới hiểu mình buộc cái đầu này gà xong dạ đầu này đã xuống đã đất rồi dạ đó một cây dừa thì hai quay thì bởi vì một cây dừa là chỉ hai quay là hai cái đầu là cái đầu xuống rồi nè thấy đất ơi rồi nát một quay đầu trên dũng lan dục xuống không, không có nghĩa là thòng xuống hai quay là con dây này quăng thẳng ngoài luôn đầu gì đó đầu xuống nữa đó rồi. Bởi vì mình hiểu mà nó một cây chỉ lấy hai buồng thôi chứ lấy nhiều buồng sao được ơi. Đó hiểu rồi hiểu rồi đó bây giờ lấy xong hai buồng là con dây dục ở ngoài nó rất đắt luôn nó dưới đất rồi nè gì đó tới đất rồi mà nó mình xuống phải không mời dây ra rồi hiểu rồi đó tại kia nữa đó gì đó giờ giải thích mà ông hiểu dù sao mà ông chặt dừa mà ông lấy được chỉ có một mình thì dây nó dai phải không mình đẩy được hai quả trời ơi chèo giết mà hai cái chân kìa của chú anh chị hai cái chân anh chèo vừa giết mà thấy nó kìa hai cái bàn chân ở dưới xíu gì đó chèo lâu rồi 6 năm chiều dừa. Mình làm cái chuyện cực khổ. Ơ cho nên sẽ chổng anh cho em ngồi quá trời nắng này. Mình làm như cực khổ vậy sao mình không kiếm cái gì ăn cho nó bổ cho nó có sức khỏe anh. Thì bữa nào mình có tiền đó thì mình ăn. Kiếm cái chất chổng chút xíu nè. Kiếm cái nghề nào mà cho nó an toàn chút xíu á. Dạ đúng rồi. Ý mấy em nói cái nghề nào mà nó an toàn chút xíu á. Thôi. Không có nghề nào đâu.
thời ngày nay thôi. Chỉ là đam mê nghề leo dừa hả? Ờ, mình không leo, mình mọi không có dừa bàn gì đó. Ai cũng chạy kêu tới nhà, kêu tới nhà vậy đó. Cũng như cái nghề cảnh này, sống đó vừa quen rồi. Ờ, quen rồi. Khác không được. Vậy đó. Tuy mà nó có tiền thì cũng nguy hiểm. Nguy hiểm đúng rồi. Thì mình có tiếng ăn phang, ăn uống đầy đủ phang, mình khỏi chéo, phang, đó. Nhưng mà mình đi lại tại những cái vườn dừa đó hoặc cái cây dừa đó, mình trước khi mình leo mình có giấy không anh? Không. Không giấy luôn, tự leo luôn hả? Lời tên đó treo à? Rồi, đẩy xuống. Vậy đó. Nói chung là ảnh chắc ảnh làm cái nghề này quen rồi chứ gặp mình là không được đâu. Quen rồi. Chèo không được. Mà thấy hôm nãy ảnh nói là cái câu nó là không có cái đồ bảo hộ của con này mới ghê này chứ. Ừ, có đâu, do không gì đó. Dạ, mười mấy thước luôn, nhiều khi 12 thước luôn. Có dài. Bài dừa đâu phải bài dừa đâu phải là nhẹ đâu. Trời ơi, chặt nguyên cái bài dừa đem xuống nó nặng. Cày bánh bánh gì dạ. Nè, cày bươi bươi không. Băng cày đi, băng lá, băng cày tôi nấu gì đó. Dạ. Để xuống. Quá nguy hiểm. Nghe ảnh kể mà sớm thì mình cũng không có dám tưởng tượng được. Trời, bây giờ mình không có chèo không? Mình không có chèo, không có đi làm thì không tiền nuôi con. Dạ. Phải gắng đi làm rồi. Dạ. Có tiền nuôi này nuôi kia. Mà là cái mình có tiền thì phải mình chung số đặc biệt ý đó. Một tí hai tí á trong nhà mình khỏi bò ngày nay rồi. Dạ. Đó ý đó. Mà anh ơi, thì hôm nay nè mấy anh em cũng chia sẻ hình ảnh anh lên nè. Nhiều khi vợ của anh á điện về mấy anh em á rồi có cũng như là muốn á, được gặp được mấy đứa nhỏ có thể mà anh cho không? Không, cái này là anh em không ha. Ừ, không luôn. Ờ. Chỉ là không cho gặp mặt luôn. Không rồi. Dạ. Nó còn không dám về nhà đây nữa. Không, nhiều khi không dám, nhiều khi nhớ con quá, nhiều khi gặp không. Con riêng á. Không không. Mà nhớ con lần 5 2 năm thì nhớ con á phải không? Này dạ. 8 năm rồi. Đó. Nhiều khi không có, ví dụ như là trước là bỏ đi không có ghi hình, ví dụ anh em là ghi hình thấy khuôn mặt của mấy đứa trẻ đó, rồi nhiều khi chỉ nhớ, chỉ xúc động thôi. Không. Không thấy mặt đó. Ờ. Hai đứa thằng trai này đó. Dạ. Thì nhỏ lớn đó. Thằng trai đi năm nhà thân như tôi. Dạ. Gầy tay đó, tôi nói đó. Dạ. Thì để cho em quay vòng vòng cái căn nhà. Quay đấy, mình chút xíu nha. Quay đấy.